TBST Express trên kênh Thời báo sự thật bất kính chào quý vị Chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung trên như sau danh Mỹ xôn xao lo lắng trước thái độ thất thường của tổng thống Joe Biden Ông Trump vạch ra 7 bước chặn kế hoạch giáo dục độc hại và phá nước Mỹ của Biden Và sau đây sẽ là phần tin chi tiết Thưa quý vị, trong tâm thế phòng thủ và tỏ ra căng thẳng sau khi nhường lợi thế quan hệ cầm chúng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử Tổng thống Biden đã cầm kết báo chí Mỹ khi kết thúc cuộc họp chỉ trong vòng 33 phút, bằng khoảng một nửa thời gian so với cuộc họp báo của người đồng cấp Putin. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nổi cáu và quát vào mặt phóng viên bằng những lời lẽ gay gắt. Điều này là bất thường và không thường thấy ở ông Biden. Cụ thể, khi phóng viên chuyên trách tin tức tòa bạch ốc của hãng kênh truyền hình CNN, Caitlin Coldlings đưa ra câu hỏi. Thưa Tổng thống, tại sao ông lại tự tin rằng ông ấy sẽ thay đổi hành vi của mình Ông Biden giơ ngón tay lên trời khi tiến về phía trước và quát vào mặt cô phóng viên này và rằng: "Cái gì thế này? Cô đã làm gì trong suốt thời gian qua? Tôi nói tôi tự tin khi nào? Tôi không tự tin nó rằng ông ấy sẽ thay đổi hành vi." Vị tổng thống 78 tuổi trước đó vừa cởi bỏ áo khoác vì đứng dưới trời nắng và nhiệt độ 31 độ C, sau đó quay trở lại bục phát biểu để tiếp tục buổi họp báo. Những gì tôi đã nói là hãy thẳng thắn với nhau. Điều sẽ thay đổi hành vi của họ là nếu phần còn lại của thế giới phản ứng với họ. Tôi không tự tin về bất cứ điều gì, tôi chỉ đang nói sự thật. Ông Biden lại tỏ ra cáu giận khi cô Collins tiếp tục đề cập đến việc Tổng thống Nga phủ nhận sự liên quan vào các cuộc tấn công mạng chống lại Mỹ và hạ thấp các hành vi nhân quyền trong nước. Sau đó hỏi ông Biden rằng nếu vẫn còn nhiều bất đồng thì liệu cuộc họp của họ có thể được coi là mang tính xây dựng không? Nếu bạn không hiểu điều đó thì bạn đã chọn sai ngay rồi. Sau đó, Tổng thống Biden đã cố gắng kết thúc phần hỏi đáp của mình sau khi trả lời các câu hỏi từ 6 nhà báo, nhưng các phóng viên khác liên tục đặt câu hỏi khi ông đang bước ra khỏi khu họp báo. Một hành vi bất thường khác đã được các phóng viên ghi nhận, đó là sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Joe Biden đã nói nhầm và vô tình gọi ông Putin là Tổng thống Trump. Vụ việc xảy ra trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo. Ông Biden đã nhanh chóng sửa lại lỗi sai này. Ông Putin và ông Biden đã có một cuộc thảo luận hiệu quả tại Geneva. Hai bên đều không nhượng bộ lẫn nhau nhưng vẫn đồng thuận trên một số nguyên tắc. Cả hai đã có cuộc đối thoại riêng với giới truyền thông sau cuộc họp. Joe Biden đã nói vấp lập bập khi mà thảo luận về các ưu tiên của các nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực quan hệ quốc tế. Nguyên văn ông Joe Biden đã nói nhầm như thế này. Tôi đã tham dự cuộc họp báo của Tổng thống Trump Putin và ông ấy nói về sự cần thiết để có thể triển khai một số hình thức hoạt động trong khi trên thực tế Bắc Cực là một khu vực tự do. Khoảnh khắc này đã được phóng viên Caitlin Collins đăng tải trên Twitter. Dòng tweet đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút được nhiều bình luận tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của Tổng thống. Một số người nhắc lại rằng Tổng thống Donald Trump có thái độ thân thiện một cách không phù hợp với Tổng thống Putin khi còn là Tổng thống. Trước cuộc gặp, Ông Trump đã đăng trên blog một lần nữa phủ nhận mọi thông đồng với Nga trong nhiệm kỳ của mình và cũng nhờ ông Biden gửi cho Putin lời chào trân trọng nhất. Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden nói nhầm. Tại cuộc họp báo vào tháng 3, ông đã gọi phó tổng thống Kamala Harris là tổng thống Harris. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tổng thống Mỹ nói nhầm trong tuần này. Tại hội nghị thượng đỉnh G7, ông Biden đã nhầm lẫn giữa Libya và Syria, không phải một mà là đến ba lần, trong khi thảo luận về việc viện trợ nhân đạo cho các quốc gia bị chia cắt bởi nội chiến. Ban đầu, ông Biden thảo luận về việc có thể làm việc với Nga trong việc cung cấp hỗ trợ quan trọng cho Libya, người dân tại bang đang gặp khó khăn thực sự. Sau đó, ông nói rằng Nga đã tham lam khi can thiệp vào Syria, khi họ ở đó và không có khả năng mang lại trật tự trong khu vực. Họ sẽ không thể làm được điều gì tốt đẹp nếu không đáp ứng nhu cầu kinh tế cơ bản của mọi người. Vì vậy, tôi hy vọng chúng tôi có thể cứu sống người dân, chẳng hạn người dân ở Libya. Các trợ lý của Biden sau đó đã phải đến chính ý của Biden là Syria chứ không phải là Libya. Tuy nhiên, trước khi rời Geneva trên chuyên cơ không lực 1, người đứng đầu Nhà Trắng đã tới gặp một nhóm phóng viên đang tập trung trên đường băng và cho biết. Ông nợ cô Collins một lời xin lỗi vì đã đáp trả hơi mất bình tĩnh với cô. Sự cố với phóng viên CNN xảy ra sau khi Tổng thống Biden chứng kiến các vệ sĩ Nga có hành động cản trở hoạt động tác nghiệp của các nhà báo Mỹ trước cuộc họp thượng đỉnh. Trưởng phóng viên phụ trách tin tức quốc gia của kênh truyền hình CNN, Jeff Slennani đã bình luận rằng ông Biden đã có một cơn nóng giận và lời xin lỗi sau đó của ông mang tính chất cho Biden điển hình và ông ấy làm việc này thường xuyên. Tuy nhiên, ông Biden cũng phàn nàn với nhóm phóng viên về việc các nhà báo không bao giờ hỏi ông những câu hỏi tích cực. Ông nói: Đối với tôi, dường như để trở thành một phóng viên giỏi, bạn cần có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống. Cole Collins sau đó đã phát biểu trên truyền hình CNN như sau. Việc xin lỗi hoàn toàn không cần thiết, vì cô chỉ đang làm công việc của mình. Ngay sau những hành vi bất thường liên tiếp của Biden, nhiều nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa dẫn đầu là cựu bác sĩ tòa bạch ốc Ronnie Johnson đã viết thư yêu cầu tổng thống Joe Biden làm bài kiểm tra nhận thức như người tiền nhiệm Donald Trump. Trích bức thư của phe Cộng Hòa gửi ông Biden có đoạn như sau. Người dân Mỹ cần phải tin tưởng tuyệt đối vào Tổng thống của mình. Họ xứng đáng được biết Tổng thống có thể thực hiện các trọng trách của nguyên thủ quốc gia và Tổng tư lệnh. Họ xứng đáng nhận được sự minh bạch hoàn toàn về năng lực trí não của nhà lãnh đạo cao nhất. Theo Sputnik, các tác giả bức thư đã viết, sự xà sút trí não và chứng hay quên của ông trở nên rõ thấy hơn trong 18 tháng qua, đồng thời liệt kê một số tình huống ám chỉ điều này trong thời gian gần đây. Đặc biệt là lần đương kim tổng thống dường như khó nhớ tên Bộ trưởng Quốc phòng dưới quyền hoặc không trích dẫn được dòng đầu tiên của tuyên ngôn độc lập Mỹ hồi tháng 3 năm 2020. Các chính khách GOP cũng đã đề cập tới việc cựu tổng thống Donald Trump đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra đánh giá nhận thức MOCA như thế nào và kêu gọi lãnh đạo Nhà Trắng noi gương người tiền nhiệm đi. Dư luận cũng có nhiều ý kiến nghi ngại về tình trạng sức khỏe của người đứng đầu nhà nước Mỹ khi các đoạn video ghi lại cảnh ông gọi nhầm tên hay đi đứng loạn trọng chẳng hạn như hai lần vấp ngã trên cầu thang trên chuyên cơ không lực 1 hồi tháng 3 vừa qua. Bản thân cựu tổng thống Trump đã nhiều lần cáo buộc ông Biden là chính khách dân chủ không phù hợp để làm tổng thống, đồng thời kêu gọi đối thủ làm bài kiểm tra trí não trong quá trình vận động tranh cử 2020. Ông Trump vạch ra 7 bước chặn kế hoạch giáo dục độc hại và phản nước Mỹ của Biden. Cựu tổng thống Donald Trump trong bài bình luận đăng trên Real Clear Politics hôm 18 tháng 6 nhắm mạnh rằng Tổng thống Joe Biden đang truyền bá cho học sinh Mỹ một số lý thuyết độc hại và phản nước Mỹ nhất từ trước tới nay. Thêm vào đó, ông Trump cũng đã vạch rõ 7 bước để ngăn chặn kế hoạch giáo dục tệ hại này của chính quyền Biden và phe cánh tỏa cực đoan. Cựu tổng thống đã viết như sau, Cánh tả đã và đang truyền bá các câu chuyện sai lệch từ việc tuyên truyền lịch sử Mỹ là tà ác đến việc khẳng định với người Mỹ rằng họ là tà ác trong các lớp học khắp cả nước. Học sinh đang buộc phải tiếp thu chương trình giảng dạy mới vốn được thiết kế để tẩy não bọn trẻ bằng giáo điều cánh tả nực cười, đừng biết đến là thuyết chủng tộc phê phán. Sự thật quan trọng về học thuyết bị bóp méo này là nó hoàn toàn trái ngược với mọi thứ mà những người Mỹ bình thường của tất cả những người gia mong muốn dạy con em của họ. Thay vì giúp người trẻ khám phá thấy nước Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất, khoan dung nhất và hào phóng nhất, Joe Biden lại đang tẩy não bọn trẻ bằng việc ấn định chúng phải nhìn nhận nước Mỹ là tà ác có hệ thống và trái tim người dân Mỹ chúng ta chứa đầy thù hận và hiểm độc. Ông Trump cho rằng những người theo quan điểm cấp tiến đang rời xa giấc mơ đẹp của mục sư Martin Luther King Jr. Vốn mong muốn trẻ em của chúng ta không nên bị đánh giá bởi màu da của chúng mà là từ tính cách của chúng. Cánh tả bây giờ đang thuyết giảng việc đánh giá một người theo màu da của họ thực sự là một ý tưởng hay. Bên cạnh đó, cựu tổng thống Trump cũng chỉ ra Chính quyền Joe Biden gần đây đã chứng thực một quy định được xuất bản trong hồ sơ đăng ký quốc gia có mục đích thẩm nhuận chương trình giảng dạy được truyền cảm hứng từ thuyết chủng tộc phê phán vào học trò. Quy định này thẳng thần dẫn dự án 1619 của New York Times là nền tảng giảng dạy. Dự án 1619 tuyên bố nền dân chủ Mỹ bắt đầu khi những người nô lệ đến nước Mỹ. Ông Trump đã viết, dạy một đứa trẻ những thông điệp mang tính chia rẽ này sẽ gần như là việc lạm dụng tâm lý, tuyên truyền cho các thế hệ trẻ em những lý tưởng cực đoan là thật sự vô đạo đức. Nó là một chương trình tự sát quốc gia. Cựu Tổng thống chia sẻ, may thay các bậc cha mẹ đang bắt đầu hiểu được những gì mà cánh tả đang làm và họ đang bắt đầu có những hành động phản kháng. Tuy nhiên, cần có một kế hoạch cụ thể và mạnh mẽ mới có thể xóa bỏ tuyên truyền độc hại này của phe cánh tả. Sau đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã vạch ra kế hoạch 7 bước để ngăn chặn những hành động thức tỉnh vô đạo đức của ông Joe Biden. Chúng bao gồm, thứ nhất, mọi cơ quan lập pháp tiểu bang sẽ cấm chi tiền của người nộp thuế vào tất cả các học khu, nơi làm việc mà ở đó có giải thuyết chủng tộc phê phán. Thứ hai, mỗi tiểu bang nên thành lập một ủy ban 1776 riêng để giám sát chương trình giảng dạy phổ thông công lập và đảm bảo rằng học sinh đang nhận được giáo dục yêu nước và ủng hộ nước Mỹ. Thứ ba, các tiểu bang cần thông qua các luật yêu cầu rằng tất cả kế hoạch giảng dạy phải được phổ biến cho các bậc phụ huynh và cho phép học sinh và phụ huynh được ghi âm trong các lớp học. Thứ tư, các bậc phụ huynh tại tất cả học khu trên toàn nước Mỹ cần phải tổ chức để xóa bỏ chương trình giáo dục công dân mang tính đấu tranh và các phiên bản khác của nỗ lực bóp méo giáo dục công dân truyền thống thành một phương tiện phục vụ tuyên truyền chính trị. Thứ năm, tất cả các phụ huynh phản đối học liệu được dạy trong trường học công nên được nhận một chứng từ vô điều kiện, trao cho họ quyền được chọn một trường học khác theo lựa chọn của họ. Thứ sáu, các tiểu bang phải lấy lại quyền kiểm soát các trường sư phạm và các cơ sở cấp chứng chỉ sư phạm để đảm bảo rằng các trường và các cơ quan này không cho ra đời các giáo viên có tư tưởng cực đoan. Các tiểu bang cần phải thành lập các cơ quan cấp chứng chỉ sư phạm chuyên biệt để có thể chứng nhận cho các giáo viên vốn biết cách truyền đạt tâm lý yêu nước Mỹ. Và cuối cùng là các tiểu bang phải kết thúc độc quyền bổ nhiệm giáo viên K-12 vốn bảo vệ các giáo viên kém năng lực. Sau khi đưa ra 7 bước trong chiến lược trên, cựu Tổng thống Donald Trump viết tiếp, sự điên rồ của cánh tả cực đoan này cần phải được ngăn chặn ngay bây giờ. Để đạt được thành công với nghị trình cực đoan của mình, những kẻ cánh tả cực đoan biết họ phải xóa bỏ sự ràng buộc của chúng ta và hiến pháp. Tuyên ngôn độc lập và hầu hết tất cả mọi thứ vốn là đặc trưng của người Mỹ như tự do, tự hào và tự quản trị. Cánh tả biết rằng nếu họ có thể xóa bỏ ký ức quốc gia và đặc tính dân tộc của chúng ta, thì họ có thể giành được sự kiểm soát chính trị toàn diện mà họ khao khát. Kết thúc bài bình luận của cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi, một quốc gia chỉ có thể trở nên dũng mãnh và kiên cường nhờ vào tinh thần cốt lõi của nó. Vì tương lai của nước Mỹ không thể để bài lũ tàn độc nhuốm màu tư tưởng lệch lạc vào thế hệ sau. Hận hết là vì những chồi non còn trẻ của đất nước, bây giờ hoặc không bao giờ chúng ta phải hành động ngay lập tức trước khi quá muộn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tổng hợp tin tức trên kênh Thời báo sự thật. Một lần nữa Bích Trâm xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo